Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh Nhất Long Audio Hà Nội cơ sở 3. Video ngày hôm nay em xin gửi tới các bác là một bộ combo phối ghép nghe hay và đẹp với các bác nha. Và chỉ là bộ đầu chưa được CD tech nha các bác nha, hoàn thiện tech. Và chiếc ông ly đài có tên là Sansui, mẫu đen là 2000. Và có thể chứng minh rất là đẹp. Và một cặp loa Pioneer Z77A rất là đẹp các bác nha. Giá cả thì là vừa túi tiền của các bác thôi. Sau đây xin quay gần lại và cho các bác thấy qua vẻ đẹp của từng bộ phận của bên em. Đây, cái cần hay bỏ đây đây. Đây rất mới các bác nha. Đây, cần rất là xanh luôn các bác nha. Rất là đẹp luôn. Sử dụng bát 30. Rất là to và đẹp. Đây, đầu CD rất là mới các bác nha. Mà chiếc hộp phay nhôm xước ngang. Đây chiếc đầu Sansui. Rất là đẹp luôn. Đây là Pioneer CS77A này thì có giá là 22.500.000 Việt Nam đồng các bác nha. Rất là đẹp luôn. Nghe hai bài đẹp. Giá thì vừa tới tiền của các bác. Chiếc âm ly đài Sansui 2000 này thì có giá là 9.500.000 Việt Nam đồng các bác nha. Đây sẽ thay các bác cái tăng volume của các bác từ chiếc âm. Đừng biết em mơ bao trường, anh ở đâu?
Vâng, các bác vừa được nghe chất âm của đôi loa và bộ phối ghép này. Bạn nào quan tâm đến sản phẩm bên em thì liên hệ qua hotline là 035 44 568, thì bên em có thể là hỗ trợ các bác. Và các bác nào ở gần có thể qua địa chỉ là ngõ 14 Mễ Trì Hạ, số nhà 147, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, để có thể là đến xem trực tiếp của combo này hoặc đến xem những sản phẩm khác của bên em. Đây là đa dạng sản phẩm, các bác nào thích phẩm nào thì bên em sẽ hỗ trợ các bác có thể xem từng chiếc một và từng cặp một ngay phối ghép như thế nào, và sẽ tư vấn cho các bác là mức tài chính của các bác nghe nó vừa túi tiền mà nó nghe rất là hay các bác nhá. Các bác đừng quên đăng ký kênh và cho xin một like và một chia sẻ để ra những video đầu tiên để có thể các bác cập nhật được hàng ngày. Sau đây xin phép clip kết tại đây, các bạn các bác xem clip sau.